Phần lễ cắt băng khánh thành của chúng ta chuẩn bị bắt đầu. 1 2 thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng buổi khai trương của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bạn giới tri thức vừa rồi cũng đã khép lại buổi lễ khai trương của công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Nhân ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đại biểu, quý quan khách cùng toàn thể quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi khai trương ngày hôm nay. Kính chúc quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, chúc cho việc kinh doanh của chúng ta luôn thành công về doanh thu và lợi nhuận. Chúc cho buổi tiệc ngày hôm nay vui vẻ và hạnh phúc. Còn bây giờ xin nói là chào tạm biệt.